Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với các lớp. Ở trong video này thì mình sẽ đi qua cái loại thẻ block thứ hai là thẻ hidden các bạn nhé, thẻ H hay gọi là thẻ H đấy. Thì H thì nó có từ H1, H6 này, nó là chữ cái đầu của từ hidden. Các bạn dịch ra nghĩa là thẻ tiêu đề. Đây thì mình sẽ có gì? Có từ H1, H6 bạn nhé. Và nó là một loại thẻ block nhá, nó giống như thẻ P thôi. Mình sẽ mô tả này, H1. Các bạn đánh cho mình cái từ gì H1 này, sau các bạn tab này nhé, để tạo ra thẻ đóng và thẻ mở này. Đấy thì có thẻ mở, thẻ đóng, và trong cái nội dung content này mình ghi là gì ạ? Là main hidden. Tương tự mình sẽ có là gì, H2 là sub hidden các bạn nhé. H3. Đấy các bạn tab ra. H4. Các bạn đánh H4 nhé, xem bạn nhấn phím tab này. Đấy, nó sẽ tự động tạo thẻ đóng và thẻ mới các bạn. H5 tab, H6 tab. Và các bạn copy cho mình cái từ sắp hidden ở trong H2 này vào trong tất cả H còn lại nhé. Đây các bạn sửa cho mình là 3 này đúng không ạ? Cái này là 4 đúng không ạ? Cái này là 5. Và này là 6. Sau khi tạo xong thì các bạn chuột phải giúp mình và gì nhấn vào Open with Lab Server nhé, để mở lên cái trang này lên. Đấy, các bạn thấy là gì, mình đã tạo ra một cái trang của mình có 6 thẻ H đó các bạn. Và các bạn quan sát ngay lập tức các bạn thấy là gì, các cái thẻ H này có cái size dần gì từ lớn nhất này là H1 đến nhỏ nhất là H6 nhé. Các bạn đưa vào trong H1 này và các bạn thì chuột phải này, kích vào Inspect. Đấy, các bạn thấy không, H1 này, các bạn nhìn thấy H1 này. Đấy, các bạn hover vào H1 thì tính chất của H1 này cũng giống như block như mình nói nhé. Các bạn nhìn bên phải nó có chữ block này, display block đúng không ạ? Thì tính chất block là gì ạ? Thứ đầu tiên là gì, nó tạo ra gì, nó luôn luôn là gì, tạo một cái dòng mới các bạn nhé, và ngắt dòng đúng không ạ? Tức là khi các bạn dùng H này này thì mỗi H này nó phải có một gì, nó giống ngắt dòng luôn rồi nhá. Content của nó mặc dù là nó chỉ có một cái đoạn nhỏ thôi, nhưng mà gì, nó luôn luôn tạo ra một cái giống ngắt dòng ở cuối. Và cái điều thứ hai thì nó chiếm toàn bộ không gian của container đấy, thậm chí là gì, container, nó chiếm toàn bộ khu vực container các bạn nhé, không gian container ấy. Thì ở đây cụ thể là nó body này. Đấy, body là container của nó chiếm toàn bộ không gian, các bạn thấy không? Thì đây là tính chất của gì, của block. Và cái ứng dụng của cái thằng thẻ H này là gì, nó luôn luôn nó nằm ở vị trí là tiêu đề các bạn nhé. Thường là các bạn có những cái thẻ tiêu đề như là đầu những bài viết này, bài báo hoặc là những cái bài thuyết trình gì đấy, các bạn thường đưa thẻ H vào để làm nổi bật nội dung cái vấn đề các bạn muốn trình bày. Đây mình có lấy ví dụ một cái trang ví dụ dân trí này. Và ở đây có một cái bài viết là gì, Nga tấn công toàn tuyến miền đông Ukraine nhé. Thì mình click vào đây, click vào bài viết này. Các bạn đưa con chó chuột vào cái tiêu đề này và các bạn chuột phải này, inspect lên, click vào inspect. Bạn thấy không, đây là gì, tiêu đề của nó là H1 các bạn nhé. Đấy, đây dùng H1 nhé. Còn ở dưới đây này, cái tổng thống Ukraine nhé, lại chuột phải vào, inspect lên. Các bạn thấy nó là H2 vậy. Đấy thì đây là cái ứng dụng của H1 và H2 đến H6 nhé. Thường H thì nó dùng ở trong thẻ tiêu đề và P là dùng cho các đoạn văn này các bạn này. Chúng ta có thẻ tiêu đề và đoạn văn, các bạn đã viết được hoàn chỉnh một cái bài báo đúng không? Đây này các bạn thấy này, bài báo nó chỉ có gì, thẻ tiêu đề đúng không? Và các đoạn văn. Còn những cái thẻ này thì mình sẽ nói sau nhé. Video này mình xin kết thúc đây và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.